À, về sau đây là mình tuyên bố danh sách của Đồng Hương. Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hội Bạc Liêu. Và sau đây bất hợp xin được đọc danh sách của các Mạnh Thường Quân ủng hộ cho hội Bạc Liêu nhân ngày Picnic 2023. Xin mời anh Tính đưa danh sách của Mạnh Thường Quân cho em. Tiếp theo đây bất hợp xin đọc tất cả các danh sách của Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho cái hội mình Bạc Liêu mình năm nay 2023. Thứ nhất là bất hợp xin đọc ông bà Lý Kiến Tòng, chủ nhân Thạch Trà Mỹ Linh ủng hộ cho 200 đồng. Ông bà Quỳnh Ngọc Phong ủng hộ cho 200. Ông bà Tiệm Vàng Kim Mỹ ủng hộ cho hội mình 200. Anh Sùng và chị Sương tất cả là 200 đồng. Xin lỗi, ông bà Lâm Hướng Chương 200 đồng. Ông bà bác sĩ Trần Mỹ Thôi, gia đình của cô Yến là cựu hội trưởng hội ở Bạc Liêu đã gửi tặng cho hội 200 đồng. Ông bà Lý Quốc Minh và chị Huê cho 100 đồng. Ông bà bác sĩ Chiêm Ích Xanh tặng cho hội 100 đồng. 100 đồng. Tiếp theo là Trần Thị Thanh Thúy, chị tặng cho hội 50 đồng. Giang Trung Lành, anh Lành là cựu học sinh Bạc Liêu ủng hộ cho 20 đồng. Ông Quách Quân tặng cho 100 đồng. Chị Bạch Đào tặng cho 100 đồng. Cô Úc Lâm Ngọc Nguyên tặng cho 100 đồng. Ông bà chị đại diện cho là chị Huỳnh Trân tặng cho 20 đồng. Ông bà Lâm Ngọc Lan, anh Nhẫn tặng cho 50 đồng. Nhóm bạn của Bích Hợp đại diện cho hội các học sinh con trường công lập Bạc Liêu xin được ẩn danh. Đây là các bạn của Bích Hợp tặng cho 300 đồng. Huỳnh Kim, hội Phật giáo Hòa Hảo tặng cho 200 đồng. Đây là những danh sách mà Bích Hợp vừa đọc xong các tên của mình cùng cô. Và nếu mà trong buổi tiệc hôm nay quý vị nào có lòng hảo tâm muốn đóng góp thêm cho hội thì xin liên lạc với chị Trần Xuân Mai và chị Phước để ghi tên cho phần ủng hộ hôm nay. Theo đây Bích Hợp xin đọc tiếp cái phần các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hội Bạc Liêu mình với năm nay nha, 2023. Tiếp theo là chị Bạch Đào ủng hộ cho 100 đồng. Dì Úc Lâm Ngọc Nguyên 100 đồng. Anh chị Huyền Trân 20 đồng. Lâm Ngọc Lan, anh Nhẫn 50 đồng. Tiếp theo đây là Hồng Ngọc Vũ 100 đồng. Xin quý vị bắt đầu cho một tràng pháo tay. Nguyễn Đức Nguyễn Phúc Thiện 100 đồng. Nguyễn Phúc Thiện 100 đồng. Dạ, tại San Diego, cảm ơn anh chị. Đoàn Minh Phượng 40 đồng. Vương Thị Hoa, cô Nghĩa 100 đồng. Quỳnh Thị Thanh Hương 50 đồng. Chẳng muốn nói gì kìa. Cô Hồng San Diego 100 đồng. Lô Thành Trung 100 đồng. Ông Hán Phong Diễn Châu tặng cho hội 500 đồng. Dạ. Ông bà Việt Võ 200 đồng. Kim Lan quen với chị Quy 100 đồng. Dạ, chúng tôi còn bà để tiếp tục là coi chị Minh, vợ của anh Minh, bạn của tôi San Diego tặng 100 đồng. Quỳnh Minh Dũng cũng đã chơi với chị. Ok, ghi lên lấy gì. Quỳnh Minh Dũng tặng cho hội Bạc Liêu 100 đô.
chị Minh thì 100 đô. Ông bà Tạ Thanh Khiết tặng 100 đồng. Con gái cho bà Bằng Hiền ấy, tặng 200. Châu Minh Thuận, em có Châu Minh Vàng tặng 100 đô. Và một người bạn của tôi là Tâm Hồ ở San Diego tặng 100 đô. Rồi em Châu Minh Hoàng. Châu Minh Thuận, em có Châu Minh Hoàng 100 đô. Do các mạnh thường quân hảo tâm tặng cho. Dạ.
Bích Lộc sẽ tuyên bố sao? Trời phúc chó có tin vui. Cảm ơn chị Thanh Tâm và xin cho một tràng pháo tay. Bích Lộc xin được thông báo với quý vị những cái ô chị Thanh Tâm tặng cho 100 đồng. Xin quý vị cho chị Thanh Tâm một tràng pháo tay. Anh Tô Phước Vân là ông xã của chị Thanh Tâm từ San Diego tới và tặng cho hội hơn 100 đồng. Với họ cũng thay mặt hội Bạc Liêu cảm ơn anh Kim và chị Trinh từ San Diego tới đã mang cho hội mình những cái hũ sushi quý vị rất là ngon, quý vị đang ăn trên bàn đó là do anh Kim với chị Trinh tặng nhé. Dạ đồng. Đồng hương Bạc Liêu 300 mình đem lại 100 mình. Anh đem tới 100 cái mà tụi không có đủ, xin quý vị thông cảm cho nha. Hẹn lại năm sau. Năm sau sẽ lại khoảng 300. Và đồng thời anh chị Kim Trinh tặng cho 100 đô nữa có tiền cho 100 phát tay. Chị Trúc, cảm ơn chị Trúc nha. Chị Trúc là em của chị Thúy. Chị Thúy tặng cho hội mình 100 đô. Chị Trúc, cảm ơn chị Trúc. Đã có nhảy tới đây và cũng tặng cho hội $30, thì cảm ơn. Cảm ơn chị Kim nha. Quý vị ơi, bây giờ mình có tin giờ cuối, có thêm các mạnh thường quân ủng hộ cho hội mình nữa. Trong đó còn có anh Andy Trần 100 đồng. Bạn của mình là ông Lin ở Alhambra tới dự cho 30 đồng. Xin quý vị cho hai quý vị này mình đừng quên đeo trường ngón tay nha. Một tin vui gửi cho hội Bạc Liêu, có nghĩa là anh Trần Hiếu chủ hệ thống siêu thị Thuận Phát tặng cho hội ái hữu Bạc Liêu 1.000 đồng. Thank you. Trong trường pháp bài thật lớn. Chị Kim phía sau lưng. Chị Kim tặng nữa, chị Kim hát dùm cho anh mà còn tặng nữa. Cảm ơn chị Liên, chị Kim tặng cho 30 đồng quý vị nha. Cho chị Kim một tràng pháo tay. Nghị lên tuyên bố bế mạc. Nghị ơi, cảm ơn anh Long nha. Cảm ơn Long nhiều nha. Nghị ơi, nên tuyên bố bế mạc. Xin quý vị lắng nghe sự tuyên bố của anh Tạ Thanh Nghị, hội trưởng. Cảm ơn tất cả các quý vị đã có mặt hôm nay. Bây giờ là lúc mình clean up để mình ra về, hẹn gặp năm sau. Cảm ơn.